Câu hỏi đầu tiên của khán giả dành cho anh chị đó là: anh chị có bất đồng ý kiến trong cách dạy bé Happy hay không? Rõ ràng là không. Tại vì được một cái là cả Đông và Châu hiểu được những cái mà mình thiếu thốn trong cái quá trình mình học, hoặc là những cái quá trình mà từ nhỏ được cha mẹ dạy á, có những cái mình cảm nhận được nó không đúng, cho nên là cả Đông và Châu rút kinh nghiệm. Và quan trọng là nếu mà thấy nó không thích nha là bỏ liền để chuyển qua một cái khác cho em bé. Hay quá. Dạ, vậy câu hỏi tiếp theo đó là: được biết chị Ái Châu phải thường xuyên đối diện với anti fan và thể hiện một thái độ rất tự tin để đáp trả. Có bao giờ chị cảm thấy áp lực khi đối diện với những người bạn fan kém thân thiện như vậy? Lúc trước là mình cũng rảnh rỗi, kiểu mình thấy mấy bạn hay inbox rồi chửi bới sum hết. Từ hồi quen ảnh là cũng đã chửi mình, xong lấy ảnh, rồi cái vô nói là hả, xấu quắc, nghĩ làm sao mà lấy được Quỳnh Đông là phải lấy Lê Bê La. Lấy rồi đó coi. Lấy Thanh Trúc, tức là ông Đông đóng phim với ai là muốn ông Đông lấy người đó. Rồi fan của bộ phim. Fan của bộ phim. Rồi chửi quá, xong lúc đó mình cũng tức, mình cũng nói lại, rồi còn đồn chị tại chị hát Bước Chân Hai Thế Hệ chung với anh Trung Cương. đồn chị là cặp với ông Trung Cương, rồi tùm lum ta la hết. Xong rồi thôi, chị lúc đầu chị còn đáp trả lại, nhưng mà hiện tại bây giờ thì thấy thôi lướt qua đi cho rồi. Nhưng mà chị buồn không? Với bộ phim điện ảnh của anh Đông, phim ra rạp. Dạ. Thì nó dấp phải cái lùm xùm với diễn viên trong phim đó rồi này nọ kia khác. Thì lúc đó trên mạng là rộ lên những cái comment không hay, những cái tin không hay, là nói hai vợ chồng là này nọ, rồi tẩy chay hai vợ chồng, mặc dù hai vợ chồng cũng chẳng liên quan gì hết, chửi sắp mặt luôn. Nhưng thật sự lúc đó nó cũng làm cho mình cũng nặng nề trong lòng mình ít nhiều, đúng không? Và anh chị đã trải qua cái chuyện đó, vượt qua như thế nào? Anh sẽ là người an ủi bả, tại vì với những cái chuyện này thì đúng là không có tác động được gì tới anh hết. Nhưng mà rõ ràng đó có nghĩa là mình đừng có quá tập trung vô cái điện thoại, quá tập trung vô những cái gì ở trên đó, thì mình khi mình bước ra đời mình sẽ ủa, mọi người cũng đâu quan tâm tới ai đâu. Thực ra người ta không quan tâm tới cái chuyện đó nhiều. Và thật sự là cái chuyện mà chửi rủa hay cái gì đó là cái chuyện Đông cảm giác là ở ngoài đời người ta cũng chả quan tâm gì tới đâu. Nhưng mà thật sự khi mà em hiểu cái cảm giác là mình không có làm, nhưng người ta cứ công kích, người ta cứ mặc định là mình đã làm chuyện đó, mình âm mưu này nọ kia khác, rồi người ta nói những cái lời lẽ rất là nặng nề. Khi mà mình đọc mình cảm thấy mình giống như là máu nó trào lên trên não. Đúng rồi. Ức lắm, mình ức khủng khiếp luôn. Mình nói tại sao lại, ai mà là một nạn nhân của cộng đồng mạng thì sẽ hiểu cái cảm giác này. Người ta hay nói là lên mạng mà coi đi, tràn trên mạng hết. Nhưng mà thật sự có tràn lên mạng cỡ nào cũng chỉ là qua một chiếc điện thoại, qua một cái smartphone, qua một cái màn hình vi tính. Bước ra ngoài đời đi thấy mọi thứ khác, cuộc sống nó vẫn tiếp diễn một cách rất đúng là rồi. Bình thường. Đi đúng tới rồi. Đèn đỏ thì tất cả mọi người đều phải dừng thôi. Cuộc sống nó vẫn sẽ tiếp diễn một cách rất là bình thường. Trong đầu mình sẽ đặt ra những câu hỏi giống như là: tại sao họ làm vậy? Họ là ai? Vì mục đích gì? Nhiều câu hỏi mà mình quên mất câu hỏi chính của mình, đó là họ có liên quan tới cuộc đời mình đâu. Dạ. Đúng rồi. Xong khi mà chuyện nó xảy tới với mình á, thì mình nhìn lại, mình nói là mình từng là nạn nhân, cho nên là mình không có công kích người khác. Cảm ơn sự chia sẻ của anh chị, và đây em tin chắc đây là một cái lời chia sẻ rất là chân thành. Nhưng khán giả chắc chắn sẽ dành cho anh chị một cái tình cảm thông thật sự là toàn vẹn, toàn tâm, toàn ý dành cho gia đình.